khó khăn lắm mới nuôi được đệ đệ thi đậu trạng nguyên, vinh quang về nhà. Vô số bà mối đã ùa vào cửa nhà nàng, Sở Nhan lựa chọn đến hoa mắt, ôm danh sách do bà mối đưa, gõ cửa thư phòng của đệ đệ. Bùi Thiệu, đệ lựa giúp ta đi. Bùi Thiệu chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Được thôi. Một nén nhang sau, châm cài và vòng tay rơi đầy đất, cuốn sổ mà bà mối đưa bị xé nát vứt sang một bên. Bùi Thiệu ôm nàng đặt lên bản sách, ngón tay vuốt qua viền môi nàng, giọng nói dịu dàng hỏi, còn chọn nữa không? Tiếc là đã đắc tội với quý nhân, ông không thể ngồi yên nữa, lên đường đi đến Trấn Phục Linh. Ông tìm hôm đó 3 ngày, cuối cùng trong một đêm mưa dẫn tiểu công tử về nhà, chỉ nói với bên ngoài là con của người thân, nhà gặp lũ lớn, chỉ còn một đứa trẻ sống sót. Bùi Thiệu 6 tuổi, nhỏ hơn nàng 2 tuổi, đương nhiên nàng trở thành tỷ tỷ của hắn. Hắn có dáng người trắng trẻo, giống như bánh bao mới hấp ra lò. Sở Nhan nhìn thấy liền thích, nắm tay hắn, ngọt ngào gọi đệ đệ, đệ đệ. Hầu như cả ngày nàng đều bên cạnh Bùi Thiệu, hắn rất ngoan, biết gọi nàng là Nhan tỷ tỷ, còn biết đọc Tam Tự Kinh cho nàng nghe, nhưng mà tính cách quá trầm, nàng không muốn hắn giống như thầy Tôn sát vách, âm u chết chóc quá đi được. Vì thế, nàng dẫn Bùi Thiệu đi khắp nơi trong làng, còn giới thiệu không ít bạn nhỏ cho hắn quen biết. Đây là A Nghiêu, Nhị Nha, Tiểu Hoa, Hổ Tử, Thiết Trụ. Bùi Thiệu nhút nhát nấp sau lưng nàng, lần lượt chào hỏi, khiến trái tim Nhị Nha và Tiểu Hoa tan chảy. Các nàng đều ghen tị vì nàng có một đệ đệ xinh đẹp như vậy. Đệ đệ thì tốt thật đấy, chỉ là quá dính người. Sở Nhan đi tìm Tiểu Hoa thêu khăn, hắn cũng muốn đi theo, hắn là con trai, lại đi thêu hoa với họ sẽ trở nên nữ tính. Nàng nghiêm nghị từ chối, bảo hắn đi theo Hổ Tử, Thiết Trụ ra sông bắt tôm. Bùi Thiệu đỏ mắt nhìn nàng, hôm qua A Nhan tỷ tỷ đã bỏ rơi ta, đi cùng mấy người A Nghiêu lên núi hái trái cây, tỷ nói ta nhỏ, không đi được đường núi, bảo ta ở nhà đợi, ta đợi cả buổi chiều, kết quả tỷ tỷ về nhà, liền ngã người ngủ thẳng cẳng. Hôm nay ta dậy sớm, muốn tìm tỷ tỷ chơi, nhưng tỷ lại muốn ra ngoài. Hắn rơi nước mắt, Sở Nhan vội vàng dỗ dành hắn, không ngờ Bùi Thiệu nhỏ tuổi nhưng lại rất nóng nảy, nàng dỗ mãi, hắn mới ngừng khóc, đang định thở phào nhẹ nhõm, thì A Nghiêu leo lên tường sân, cười híp mắt gọi nàng, A Nhan, bẫy thỏ lần trước làm trên núi đã bắt được thỏ rồi, đi bắt thỏ đi. Mắt nàng sáng lên, chữ được mới nói một nửa, Bùi Thiệu lại khóc rồi. Bùi Thiệu năm 12 tuổi, thi đậu đồng sinh, còn được học viện lớn nhất trong trấn mời học, vì thế cả nhà bọn họ phải rời đến Trấn Lộc. Trước khi đi, các bạn nhỏ cùng lứa đều đến tiễn biệt, Tiểu Hoa và Nhị Nha cùng thêu một chiếc bao tay cho nàng. Trời lạnh rồi, Tiểu Hoa khóc nức nở, A Nhan, sao tỷ đi xa thế, sau này ta tìm tỷ thêu khăn kiểu gì đây? Tiểu Hoa khóc không thành tiếng, Nhị Nha cũng đỏ mắt, Tiết Trụ tặng nàng một cái nỏ nhỏ mà nàng đã thèm thuồng từ lâu. Hổ Tử nhét một miếng thịt muối vào tay nàng, bảo nàng ăn trên đường. A Nghiêu yên lặng mãi, đợi mọi người chào tạm biệt xong, mới tiến lên một bước, lấy ra chuỗi hạt bồ đề từ trong túi, tự mình đeo cho nàng, lời nói cũng khác với các bạn khác. A Nhan, ta sẽ đến tìm muội. Hổ Tử nghe vậy, con người run lên, A Nghiêu ca, nhà huynh cũng chuyển đến trấn sao? Chưa nghe huynh nói qua mà. Hổ Tử ngốc, A Nghiêu ca đâu có ý đó. Vậy ý là gì? Ôi trời, huynh quan tâm nhiều vậy làm gì? Liên quan gì đến huynh? A Nghiêu ca là đại ca của ta, hắn đi rồi, ai dẫn ta ra sông câu tôm bắt cá chứ? Không khí bỗng nhiên không còn quá nặng nề, nỗi buồn sắp chia ly, vì đầu óc ngốc nghếch của Hổ Tử, không khí đã được xoa dịu đôi chút. A Nhan tỷ tỷ, phải lên đường rồi, tiếng thúc giục phía sau, mang theo vẻ lạnh lùng của thiếu niên. Sở Nhan và các bạn nhỏ nói lời từ biệt, rồi lên xe đi đến Trấn Lộc. Năm thứ 5 ở Trấn Lộc, Bùi Thiệu sắp tham gia kỳ thi hương, mấy ngày nay hắn luôn ôn bài trong thư phòng, Sở Nhan thì lo liệu việc ăn ở của hắn. Vào ăn đêm, cha nàng tan ca về, mang theo túi thịt mật ong. Năm nay ông mới thăng chức làm quản lý quán rượu, mỗi ngày đều mang về ít đồ ăn của quán rượu. Con và A Thiệu mỗi người một nửa, cha đã ăn ở nhà đông gia rồi. Cha cười tủm tỉm nói, thực ra nàng và Bùi Thiệu cũng đã ăn tối, nhưng cha vẫn coi bọn họ như trẻ con, có gì ngon cũng mang về cho bọn họ. Gần đây Bùi Thiệu hay đọc sách thâu đêm, thịt mật ong này vừa vặn làm bữa khuya cho hắn. Mở cửa thư phòng, Bùi Thiệu ngẩng đầu lên từ đống sách, thiếu niên mới lớn, lông mày đã có chút cương nghị, rút bớt vẻ ngây thơ, càng ngày càng tinh tế, mái tóc đen như mực, buộc ghim lỏng, xõa trên vai, đôi mắt đen ấm áp, môi đỏ răng trắng, dù nàng thường xuyên nhìn, lúc này cũng không khỏi ngẩn ngơ. Năm thứ 2 Bùi Thiệu chuyển đến Trấn Lộc, cười nói, đến vài lần, trên đường về, Bùi Thiệu vẫn luôn cúi đầu, không biết nghĩ gì. Ban đầu nàng không để ý, cho đến khi gần về nhà, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, A Nhan, A Nhan không phải tỷ tỷ của ta. Sở Nhan sững sờ, đệ nói gì thế? Hắn mím môi, ép mặt nghiêm túc lặp lại, A Nhan không có họ Bùi, ta cũng không có họ Sở, chúng ta không phải là tỷ đệ. Hắn còn nói thêm một câu, sau này đừng đến trường nữa, ta không muốn bạn học hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Lộp bộp, mưa đập vào ô giấy dầu, tung tóe thành từng mảnh, lộp bộp, tim nàng cũng vỡ thành từng mảnh. Hu hu hu, Bùi Thiệu hắn vừa thi đậu tú tài, đã không nhận nàng là tỷ tỷ nữa rồi. Từ khi Bùi Thiệu nói không muốn nàng làm tỷ tỷ, nàng bỗng không biết phải đối xử với hắn như thế nào. Mang theo 7 phần lúng túng và 3 phần giận dỗi, Sở Nhan bắt đầu tránh mặt hắn. Phương pháp không giới hạn bao gồm sáng dậy sau khi hắn đi học, tối lên giường trước khi hắn đi học về. Ban đầu Bùi Thiệu còn gõ cửa, lo lắng hỏi nàng có bệnh không. Sở Nhan mơ hồ ừ vài tiếng. Nhiều lần sau đó hắn không đến nữa, có lẽ tình tỷ đệ của bọn họ cũng đến đây là kết thúc. Sở Nhan cắn chăn lặng lẽ khóc, khóc đến khi trời tờ mờ sáng mới nức nở ngủ thiếp đi. Lần mở mắt tiếp theo đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cháo mà cha để lại đã nguội ngắt, nhưng không lạnh bằng trái tim nàng. Nàng bưng bát lên uống cạn, nỗi đau to lớn khiến nàng lười động đến. Món trứng vịt muối yêu thích hàng ngày, điều này làm cha nàng tối về hoảng sợ. Bệnh rồi sao? Nàng lắc đầu. A Nhan, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cha nàng chỉ vào bếp lạnh. Hôm nay con không nấu cơm tối. Thường ngày không phải con luôn quan tâm A Thiệu học về có đói không à? Bây giờ A Thiệu nói chuyện với con cũng không thèm đáp. Hừ, ai muốn nấu cơm cho con sói mắt trắng? Không nhận ta là tỷ tỷ chứ? Đói chết cũng đáng. A Thiệu gì chứ? Không quen biết, nhà có người như vậy sao? Con thích nói giỡn thật đó. Sở Nhan khoanh tay, dùng vai đẩy Bùi Thiệu đang đứng sưng ở cửa, hùng hổ oai vệ, khí phách hiên ngang rời khỏi bếp. Kết cục là nửa đêm Bùi Thiệu lẻn vào phòng nàng xin lỗi. Hắn quỳ bên giường nàng, khóc như đứa trẻ, nói rằng nàng không cần hắn nữa. Thật sự biết quay ngược tình thế ghê. Rõ ràng là hắn không cần nàng trước, nhưng hắn khóc quá đáng thương, vì thế nàng miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Kỳ thi hương sắp tới, cha nàng dặn nàng hầm nhiều canh cá cho Bùi Thiệu bổ não. Ăn sáng xong, Sở Nhan cầm giỏ ra chợ, dự định mua hai con cá chép tươi. Không ngờ đúng lúc gặp A Nghiêu, hắn cũng tình cờ đến bán ra thú. A Nghiêu rất vui. Sở Nhan đang định bán ra xong sẽ đi tìm muội. Nói xong, hắn xách giỏ của nàng đi, mời muội uống trà. Bọn họ tùy tiện chọn một quán trà ngồi xuống, gọi một ấm trà rẻ tiền. Từ khi chuyển đến Trấn Lộc, hiếm khi gặp được bạn bè thời thơ ấu, nhưng nàng và A Nghiêu vẫn gặp nhau nhiều, 2-3 tháng luôn có thể gặp một lần. Đôi khi Nhị Nha và Tiểu Hoa sẽ nhờ A Nghiêu mang đồ cho nàng. Ngược lại cũng vậy, vừa mới ngồi xuống, nàng đã không kìm được hỏi thăm tình hình của những người khác. Lần trước Nhị Nha nói về chuyện đính hôn. Thế nào rồi? A Nghiêu nheo mắt cười, hắn đặt ly trà xuống, lấy ra một phong thư từ trong áo. Hôm nay ta đến là vì chuyện này, Nhị Nha sắp kết hôn rồi, ngày đã định vào ngày 15 tháng này, mời muội đến uống rượu mừng đây này. Hắn đẩy thư qua, trên đó viết A Nhan thân mến, chữ viết quen thuộc, là do thầy Tôn bên cạnh viết. Thầy Tôn là người quản lý quan trọng trong thôn, là người giúp dân làng viết thư thay, đôi khi Nhị Nha và Tiểu Hoa cũng nhờ ông viết thư, sau đó lại nhờ A Nghiêu mang qua. Sở Nhan nhận lấy, vừa mở vừa hỏi, huynh đã tìm hiểu về bên nhà trai chưa? Thế nào rồi? Người cũng được, làm việc cũng rất siêng năng, nhà có chút của cải, có thể ăn cơm gạo trắng. Sở Nhan gật đầu, cẩn thận đọc thư, đầu thư là một số lời hỏi thăm nàng và cha nàng, còn có Bùi Thiệu, sau đó là chuyện hôn sự của nàng ấy, định tổ chức vào ngày 15 tháng này, bảo lúc đó nàng hãy đến sớm. Nhị Nha còn hỏi, lần trước nghe muội nói đi xem mắt một thư sinh, người đó thế nào rồi? Sau đó lại nói, mấy ngày trước A Nghiêu không màng mạng sống vào sâu trong rừng, không ngờ lại mang về một con hổ, da hổ đó bán được 300 lượng bạc lận, nhưng mà A Nghiêu bị thương nằm 3 tháng trời. Nàng nhìn chằm chằm A Nghiêu một cái, A Nghiêu đặt ly trà xuống, có chút lúng túng, sao thế? Nhìn ta làm gì? Ta đang ngắm anh hùng đánh hổ của thôn Phục Linh chúng ta đấy. Thật giỏi nha, ta nói 2 ngày trước ông lâm viên ngoại kia thu ra hổ của ai? Hóa ra là của huynh. Sở Nhan cảm thán, khuôn mặt màu lúa mì của A Nghiêu lập tức đỏ lên, rất ngượng ngùng. A Nhan, Sở Nhan đập thư lên bàn. A Nghiêu rụt người, ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, cẩn thận nhìn nàng. Sở Nhan chừng hắn, huynh cũng gan thật đấy, dám đánh cả hổ. Huynh có từng nghĩ đến hậu quả không? Cố đại nương chỉ có mỗi một đứa con trai là huynh, nếu có chuyện gì xảy ra, huynh nói xem bà ấy phải làm sao đây hả? Trong quán trà ồn ào, người đàn ông cao 8 thước to lớn đang bị cô bé bên cạnh mắng nhiếc, hắn lúng túng ngồi trên ghế để mặc nàng mắng chửi. Đến khi nàng nói mệt uống ngụm ly trà, hắn vội vàng lấy lòng rót đầy ly trà, lại đẩy hạt dưa đậu phộng về phía nàng. Được rồi mà, A Nhan, ta biết lỗi rồi, đừng mắng nữa. Buổi tối cha nàng tan ca về nhà, nàng ở trong bếp vừa chia chè nấm tuyết vừa nói với ông chuyện của Nhị Nha. Con định ngày mai đi chợ xem thử, mua một chiếc châm ngọc cho Nhị Nha làm quà cưới. Cha nàng vuốt râu, thở dài yếu ớt, ta nhớ Nhị Nha còn nhỏ hơn con 1 tuổi mà. Tay cầm muỗng của nàng khựng lại. Quả nhiên, cha liền nói tiếp, lần trước con đi xem mắt vị thư sinh đó, nói sao thì dù không xuất sắc như A Thiệu nhà chúng ta, nhưng cũng không tệ. Thư sinh kia tên là Chu Thư Lạc, là do đông gia của cha giới thiệu, người thì rất tốt. Chỉ là, cha, ngày bọn con đi xem mắt, hắn ngoài câu còn thêm một câu, ta tên Chu Thư Lạc, thì không còn gì nữa. Lạnh như tảng băng trôi, ta suýt bị đóng băng chết. Con bé này, nói lung tung gì thế, người ta gọi là trầm tĩnh. Thư Lạc là đứa trẻ tốt, hơn nữa ta đã tìm hiểu rồi, cha mẹ nhà hắn cũng là người hiền lành. Thấy cha nàng muốn nói mãi không dứt, nàng vội vàng bưng chè nấm tuyết ngắt lời, ta, con đi đưa bữa khuya cho Bùi Thiệu đây, con đi trước. A Nhan, ta chưa nói xong mà. Cha nàng hét to phía sau. Vừa đến chỗ Bùi Thiệu, hắn đã hỏi nàng, Sở thúc đang hét gì vậy? Không có gì. Sở Nhan dùng lưng đóng cửa lại, tim đập mạnh, nghĩ đến việc biết đâu cha còn có thể đang chờ bên ngoài. Nàng không rời khỏi thư phòng ngay như thường lệ, một lúc thì chỉnh nến bấc, một hồi thì sắp xếp sách vở lộn xộn. Bùi Thiệu uống chè nấm tuyết rồi ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, sao thế? Chuyện đi xem mắt của nàng, Bùi Thiệu không biết, bây giờ hắn đang bận ôn bài, đâu có thời gian nghe mấy chuyện vặt vãnh của nàng. Vì vậy, Sở Nhan chỉ xua tay nói, không có gì, chè nấm tuyết hôm nay cha mang về ngon quá, ta uống hơi nhiều, bây giờ hơi đầy bụng, định đi lại chút. Bùi Thiệu có chút bất đắc dĩ, gọi nàng lại, đừng lăng xăng nữa, lại đây, ta xoa bụng giúp A Nhan. Sở Nhan ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn. Bùi Thiệu lật tay nàng, thành thạo tìm đúng huyệt vị, nhẹ nhàng xoa bóp, đây là hắn học từ thầy thuốc ở tiệm thuốc. Vì nàng ăn cơm rất nhanh, lại không biết tiết chế, rất dễ bị đầy bụng. Ta đã nói với A Nhan bao nhiêu lần, dù có thích cũng không thể ăn quá nhiều một lần. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt chàng trai, mắt hắn hơi cụp xuống, giọng nói dịu dàng trách mắng, đầu ngón tay trắng như ngọc xoa bóp nhẹ nhàng. Không biết có phải do hôm nay nàng không bị đầy bụng hay không, chỉ cảm thấy càng xoa càng thấy lạ, đặc biệt là cảm giác từ ngón tay, cảm giác tê tê từ cổ tay lan dần, cả cánh tay như rơi vào đám mây bông, không thể nâng lên nổi. Hắn xoa khiến nàng tê người. Sở Nhan bất ngờ đứng thẳng dậy, dùng chút ý chí cuối cùng rút tay lại. Mặc kệ sự ngạc nhiên của Bùi Thiệu, Sở Nhan cười gượng lui về cửa. Ta thấy khỏe hơn rồi, ha ha ha, ta đi ngủ trước đây. Cha và nàng xem như đối đầu, ông nhất định bắt nàng gặp Chu Thư Lạc lần nữa. Nàng thẳng thừng từ chối, nhưng cha cứ lải nhải mỗi ngày, thấy nàng không chịu, còn tìm Bùi Thiệu khuyên nàng. Trên bàn ăn, Bùi Thiệu ăn cơm, giọng nói vẫn dịu dàng. Chu Thư Lạc là người khô khan, không thú vị, có chút kiêu ngạo của người đọc sách, không thích giao tiếp, ít nói, nhưng phẩm hạnh cũng không tệ. Sở Nhan nhíu mày, nặng nề đặt đũa xuống. Sao ngay cả đệ cũng ép ta? Ta đã nói không đi là không đi, đệ và ta không cùng một phe sao? Hắn bất chợt cười, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi cong lên. Đừng giận, ta cũng chỉ được Sở thúc nhờ, thay thúc ấy chuyển lời thôi, không thật sự ép A Nhan gặp hắn. Ta mới bao nhiêu tuổi chứ, đã thúc giục ta, cha cũng thật là. Sở Nhan cúi đầu, tức giận gắp cơm, đột nhiên bát cơm có thêm miếng sườn. Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Thiệu. A Nhan không muốn đi thì không đi là được, tí về ta sẽ khuyên Sở thúc. Thật sao? Sở Nhan cảm động nhìn hắn, hắn chắc chắn gật đầu. Hu hu, đệ đệ tốt vẫn cùng lòng với ta. Bùi Thiệu bị dụ lại gắp thêm miếng bí đao. Được rồi, bây giờ có thể ăn cơm ngon lành rồi chứ? Ăn xong, Bùi Thiệu vẫn rửa bát như thường lệ. Dù hắn bận rộn học hành, nhưng 3 bữa rửa bát mỗi ngày không bao giờ bỏ. Hắn nói đọc sách lâu, đôi khi cũng cần vận động gân cốt. Sau bữa ăn dễ buồn ngủ, đứng rửa bát một lúc vừa đủ. Sở Nhan lau bàn, nói với hắn rằng ngày 15 tháng này nàng phải về thôn Phục Linh. Nhị Nha sắp kết hôn, ta về uống rượu mừng. Bùi Thiệu dừng tay rửa bát, quay đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, ngày 15, hay là ta đi cùng A Nhan? Thật sao? Sở Nhan đặt khăn lau xuống rồi chạy lại, nhưng chẳng phải đệ sắp khởi hành à? Kỳ thi hương sắp bắt đầu rồi, tháng này các thư sinh đều lần lượt khởi hành. Ban đầu định là ngày 12, nhưng thầy Lý nói muốn ta đi cùng ông ấy vào ngày 16. Nhà ông ấy có xe ngựa, chỉ 3 đến 5 ngày là đến Văn Châu. Vậy thì thật là khéo. Nàng vui mừng nắm lấy bàn tay dính xà phòng của Bùi Thiệu, rồi lay mạnh, nếu đệ đi, chắc chắn Nhị Nha sẽ vui lắm. Tiệc cưới rất náo nhiệt. Sau tiệc, đám người Tiểu Hoa đến tiễn nàng và Bùi Thiệu. Bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ, trong thôn như hồi nhỏ. Lâu ngày không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện để nói không hết, nhất là Bùi Thiệu lâu rồi không xuất hiện. Hôm nay hắn mặc áo dài xanh, trông nho nhã đứng bên cạnh nàng, khiến mọi người không ngừng liếc mắt. Tiểu Hoa che mặt, liên tục khen đệ đệ lớn rồi. Có lẽ vì nàng và Bùi Thiệu ở chung lâu ngày, trong mắt nàng, hắn vẫn là đứa trẻ, hay chảy nước mũi, thích bám người. Vì thế, nàng gần như phản bác theo bản năng. Hắn còn nhỏ, đâu giống người lớn chứ. Vừa nói xong, ánh mắt u ám của Bùi Thiệu đã nhìn thẳng vào nàng. Sở Nhan không để tâm, một ngày là tỷ tỷ, cả đời là tỷ tỷ, có lớn cũng không vượt qua ta được. A Nhan, A Nghiêu bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người tập trung vào hắn. Mấy ngày nữa ta sẽ chuyển đến Trấn Lộc,